Thưa quý vị, theo Đài CNN, ngày 22 tháng 7 theo giờ địa phương, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có buổi gặp mặt đầu tiên với đội ngũ vận động tranh cử của mình với tư cách ứng viên tổng thống năm 2024. Tại đây, bà Harris xoáy vào các lùm xùm pháp lý của ông Trump trong lần đầu gặp đội ngũ vận động tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống. Chi tiết ra sao, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris là sự kế thừa từ tổng thống Joe Biden, người vừa tuyên bố rút lui hôm 21 tháng 7 và đề cử bà làm ứng viên thay thế. Tại buổi gặp mặt, bà có bài phát biểu đề cập một số vấn đề quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm quan điểm chính sách về một số vấn đề được chú ý như quyền nạo phá thai, người nhập cư. Nhìn chung, các chính sách đều theo sát chương trình nghị sự từng được ông Biden trình bày. Đáng chú ý bà Harris đưa ra một số tuyên bố gai góc hướng về đối thủ chính trị phía bên Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Bà khẳng định, như các bạn đã biết, trước khi làm phó tổng thống, trước cả khi làm thượng nghị sĩ, tôi là tổng trưởng lý bang California Nhà. tôi giám sát quá trình tố tụng tại tòa trong vai trò này tôi đã đối đầu với đủ mọi loại tội phạm kể từ những kẻ biến thái lạm dụng phụ nữ, phường lừa đảo lợi dụng túi tiền của khách hàng những kẻ gian lận sẵn sàng bẻ luật để vụ lợi vì vậy hãy tin lời tôi tôi biết ông Donald Trump là loại nào phát biểu của bà Harris nhanh chóng nhận được sự vỗ tay tán dương của khán phòng cũng trong cuộc họp này, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ giữ nguyên cơ cấu lãnh đạo của đội ngũ vận động tranh cử từ thời ông Biden, bao gồm lãnh đạo chiến dịch Jens O'Malley Dillon và quản lý chiến dịch Julie Chavez Rodriguez. Nhân dịp trên, ông Biden cũng có cuộc gọi video để chào hỏi bà Harris và đội ngũ vận động tranh cử. Tổng thống Mỹ đang điều trị COVID-19 bày tỏ tình cảm với cấp phó: "Tôi đang theo sát nhóc đó, thương nhóc nhiều." Nguyên văn: "I'm watching you kids. I love you kids." Bà Harris đáp lời, tôi biết mọi thứ thay đổi, xoành xoạch và chúng ta đang có rất nhiều tâm trạng xen lẫn về chuyện này. Giờ đây tôi chỉ muốn nói tôi cũng thương ông Joe Biden. Cuối ngày 22 tháng 7 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố bà đã giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy bà Kamala Harris đã có đủ số phiếu ủng hộ từ các đại biểu Đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng này. Bà Harris cho biết, tôi mong sớm được chính thức chấp nhận đề cử. Tối nay tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi. Cùng ngày, truyền thông Mỹ, báo Washington Post, hãng tin AP, đài CNN, đài CBS đăng các kết quả khảo sát mới nhất cho thấy bà Kamala Harris đã có đủ số phiếu ủng hộ từ các đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này. Chẳng hạn, theo hãng tin AP, bà Harris đã giành được sự ủng hộ của 2.668 đại biểu, vượt mức 1, 1.976 đại biểu cần thiết, số phiếu đại biểu cần thiết để đảm bảo được đề cử ngay từ vòng đầu tiên tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Một số đoàn đại biểu từ các bang, trong đó có bang Texas và California, cũng đã họp vào cuối ngày 22 tháng 7 để xác nhận sự ủng hộ của họ dành cho bà Harris. Theo tạp chí Newsweek, đoàn đại biểu của bang New York đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào tối ngày 22 tháng 7, tại đây gần như toàn bộ 307 đại biểu của họ đã bỏ phiếu ủng hộ bà Harris. Tương tự, các đại biểu Đảng Dân chủ từ bang Ohio đã cam kết ủng hộ bà Harris. Các thành viên đảng Dân Chủ ở Ohio đã thông báo trên X rằng các đại biểu Dân Chủ của Ohio tham dự đại hội toàn quốc đã bỏ phiếu áp đảo để cam kết ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tối ngày 22 tháng 7. Là bang sẽ quyết định quyền kiểm soát hạ viện và thượng viện. Điều quan trọng là chúng ta phải có một ứng cử viên đầu danh sách, người sẽ đấu tranh cho các gia đình lao động của Ohio và quyền lợi của chúng ta. Nhiều đảng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris. Trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ ông, bà Hillary Clinton, cùng với một số lượng lớn thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ cũng như nhóm nghị sĩ da màu tại quốc hội. Sự đoàn kết và ủng hộ nhanh chóng dành cho bà Harris đánh dấu nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm gạt bỏ nhiều tuần kịch tính nội bộ liên quan đến tương lai chính trị của tổng thống Biden. Phó tổng thống Harris đã tuyên bố sẽ nỗ lực đánh bại đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, đó sẽ là một chặng đường chỉ còn ít ỏi thời gian cùng với những khó khăn không hề nhỏ. Mặc dù ông Biden đã ủng hộ bà Harris nhận đề cử, nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ nhận được sự ủng hộ từ Đảng Dân Chủ, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đại hội đảng này bắt đầu. Liệu bà Harris có thể đánh bại ông Trump? Đó vẫn là câu hỏi lớn đối với Đảng Dân Chủ. Nhà báo Alan Fisher của Al Jazeera nhận định từ Washington DC rằng đảng dân chủ có thể không muốn chiến đấu trên sàn hội nghị ở chicago điều này có vẻ khó coi và vì vậy họ có thể nhanh chóng tập hợp xung quanh kamala harris sau đó tìm cách đề cử một liên danh phó tổng thống người có thể sẽ giúp đỡ họ trong các lĩnh vực khác các cuộc thăm dò gần đây được thực hiện sau màn tranh luận kém nổi bật của ông Biden với tổng thống Trump không cho thấy rằng bà Harris có nhiều khả năng đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa hơn ông Biden vào tháng 11. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà Harris cho rằng các kết quả thăm dò có thể thay đổi khi tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò của Economist, YouGov công bố vào tuần trước cho thấy ông Biden sẽ thua Trump với tỷ lệ 41% so với 43%. Cuộc thăm dò này cho thấy bà Harris thua ông Trump với tỷ lệ 39% so với 44%. Bà Harris tự mô tả mình là một công tố viên tiến bộ, nhưng bà lại ít tiếp cận được phe cấp tiến của đảng. Ngoài ra, từ lâu được ca ngợi là tương lai của Đảng dân chủ, bà Harris cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng bà đã không đáp ứng được kỳ vọng. Những người chỉ trích cho rằng bà thiếu sức thu hút để tập hợp đảng. Sau khi được tổng thống Joe Biden đề cử, Phó Tổng thống Kamala Harris đã hạ quyết tâm sẽ giành được đề cử của Đảng Dân Chủ để đánh bại đối thủ Donald Trump. Bà tuyên bố, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân Chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại ông Donald Trump và chương trình nghị sự cực đoan của dự án 2025 của ông ta. Chúng ta còn 107 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cùng <laughs> nhau chúng ta sẽ chiến đấu và cùng nhau chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đến nay, các nhà tài trợ cũng bắt đầu đổ xô quyên góp. Số tiền quyên góp được là 30 triệu đô la Mỹ tính từ khi ông Biden tuyên bố rút lui đến tối cùng ngày. Theo phân tích của New York Times, một chiến lược gia cho biết đây có thể là thời điểm gây quỹ lớn nhất trong lịch sử Đảng Dân chủ. Trong khi đó, tổ chức Ủy ban Hành động Chính trị Tự do (ActBlue) ước tính Đảng Dân chủ đã quyên góp 46,7 triệu đô la Mỹ trong vòng 7 giờ kể từ khi ông Biden thông báo rút lui. Tổ chức này cho biết trên mạng xã hội X, đây là ngày gây quỹ lớn nhất trong chu kỳ 2024. Theo Reuters, bà Harris cũng đã nhanh chóng khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống ngay sau khi ông Biden tuyên bố rút lui. Các quan chức chiến dịch tranh cử của bà Harris và các đồng minh đã gọi hàng trăm cuộc trong ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, kêu gọi các đại biểu tham dự đại hội đảng dân chủ vào tháng tới bỏ phiếu đề cử bà làm ứng viên. Nhiều lãnh đạo đảng dân chủ ở cấp bang đã ủng hộ bà Harris trong các cuộc điện thoại trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với tổng thống Joe Biden. Ông Trump đưa ra nhận định này với kênh truyền hình CNN ngay sau khi ông Joe Biden công bố quyết định của mình. Trong chiến dịch tranh cử những tuần gần đây, ông Trump và một số đồng minh của ông đã tiến hành các cuộc tấn công chính trị vào bà Kamala Harris trong bối cảnh có tin đồn bà có thể thay thế ông Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những diễn biến tiếp theo liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại